quý vị và các bạn, tảo hôn, vấn đề không phải là mới, hệ lụy thì cũng đã được nói nhiều, nhắc nhiều. Các biện pháp ngăn chặn cũng đã được nhiều địa phương triển khai. Thế nhưng thực trạng này vẫn cứ diễn ra âm ỉ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Ghi nhận tại xã Krông, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Đinh Thị Hằng năm nay lên lớp 9, ở cái tuổi 15, ăn chưa no, lo chưa tới. Dù bạn cùng trang lứa, chỉ biết đến chuyện học, thì Hằng lại chỉ muốn lấy chồng. Nhà Đinh Thị Hằng và Đinh Tinh ở gần nhau, cùng lớn lên với nhau và chẳng biết nảy sinh tình cảm từ bao giờ. Dù bố mẹ già làng cùng cán bộ dân số đã hết lời khuyên nhủ, nhưng hai em vẫn quyết định đến với nhau. 18 tuổi, nhưng dường như Đinh Tinh có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Tình yêu thì bố mẹ thì phải chịu thôi, thì thế nào? Thì nó ví dụ là nó lấy cái này cái khác thì nó chết thì mình càng khổ hơn. Những câu chuyện buồn như chuyện của Hằng và Tinh vẫn không phải là hiếm ở Krông. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã đã có 24 trường hợp tảo hôn. Lập gia đình khi còn quá trẻ, chưa có kiến thức về sức khỏe sinh sản, nên cuộc sống của các cặp vợ chồng gặp không ít khó khăn. Tại vì chồng chưa đủ tuổi nên chưa đăng ký kết hôn được. Xã cũng chưa có cho nên làm mấy sức khai sinh rồi bảo hiểm cho bé. Vừa rồi cưới cũng do hai bên gia đình quyết định. Cái này không phải là do quyết định của em. Cũng có chút hối hận. Vừa rồi cũng muốn đi học nữa nhưng mà điều kiện không cho phép. Những lời hối tiếc muộn màng của người mẹ trẻ, tuổi học sinh còn trẻ người non dạ, rất dễ nảy sinh tình cảm nam nữ, lại thiếu sự quan tâm hướng dẫn của cha mẹ. Nhiều trường hợp có thai ngoài ý muốn, gia đình họ hàng sợ bị dân làng bắt phạt trâu bò nên đành cho các em về sống với nhau. Nhiều người vẫn còn mang nặng nếp nghĩ lạc hậu, coi chuyện tảo hôn là tập tục dân tộc, cha mẹ dần vợ gả chồng cho con, coi như hoàn thành trách nhiệm. Năm nay là cũng giảm nhiều so với các năm trước vì có sự can thiệp quyết liệt của các ban ngành đoàn thể trên xã ấy, là xuống tuyên truyền rồi vận động rồi can thiệp các hộ mà đã chuẩn bị xảy ra tình trạng tảo hôn ấy. Có một số gia đình ấy, bố mẹ thì cũng có ngăn cản, cũng có một số gia đình thì bố mẹ lại gọi là gán ép ấy, ép buộc đấy. Nhưng mà đây chủ yếu là một phần là các em nó chưa có hiểu biết về pháp luật. Ngày 14 tháng 4 năm 2015, Chính phủ ban hành quyết định số 498 phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025. Theo đó, tại huyện Cờ Bang, xã Cờ Rông đã được chọn để triển khai điểm. Qua 2 năm thực hiện, tỷ lệ tảo hôn đã giảm 33% so với những năm trước. Tuy nhiên, tại các thôn làng vẫn còn nghe những lời ru buồn của những người mẹ trẻ. Nếu không ngăn chặn được tình trạng này, thì không những chất lượng dân số giảm sút, mà còn là nguyên nhân dẫn đến suy thoái chống nòi, chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt làm gia tăng tỷ lệ đói nghèo. Vì vậy, rất cần sự quan tâm và nỗ lực của các cơ quan chức năng, truyền thông phải sát với tình hình thực tế, tuyên truyền dễ hiểu, dễ thực hiện, đồng thời có chính sách hỗ trợ kịp thời cho con em đồng bào dân tộc được đi học đầy đủ và cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, có phần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tảo hôn đã tồn tại như lâu nay.